vâng xin chào tất cả mọi người đây là những người ảnh tại cái trang trại của em vào mỗi buổi sáng mọi người tức là khi trời vào đông thì mỗi buổi sáng sẽ có may lẫn lợi thế này và anh em trại hay tập trung tại đây tại cái trại của em ngồi đây uống cà phê tâm sự mỗi buổi sáng và cũng xin cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy chúng ta có thêm một ngày mới để yêu thương đây là hai câu thơ mà em cũng xin gửi đến tất cả anh chị trên kênh vào cái thời điểm này thời điểm mà chúng ta thấy giá heo tiếp tục tăng tiếp tục ổn định trong những ngày vừa qua. Đầu tiên vào công việc báo giá thị trường heo hơi trong ngày hôm nay thì em cũng xin thông báo với mọi người là ngày mai các công ty lớn sẽ giữ nguyên giá. CP có giá 56, Giáp Pha có giá 55 và Chi Dây có giá là 54. Đến với thị trường heo tự do, tức là heo dân trong ngày hôm nay được ghi nhận là tiếp tục tăng rải rác khắp ba miền. Và theo ghi nhận thì tại khu vực miền Bắc tăng từ 1 đến 3.000 đồng, Cụ thể là sau khi tăng 1.000 đồng, thì hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình đang thu mua heo ơi, giao động từ khoảng 52 đến 54.000 đồng một ký. Các địa phương khác bao gồm như Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang giao dịch tương ứng ở mức 53 đến 54.000 đồng một ký. Sau khi tăng 1.000 đồng, hai tỉnh Hưng Yên và Phú Thọ giao dịch ở mức 55 đến 56.000 đồng một ký. Tương ứng là tăng 1 và 3.000 đồng trong ngày hôm nay. Và ở khu vực này chúng ta có thông tin từ anh Đinh Dũng về anh báo là, là ninh bình hôm nay có giá 55 và 56 rồi còn là những chú cừu thông minh báo giá thái bình họ trả là giá 54 và anh hùng trần báo giá phú thọ là có giá 55 rồi heo ba báo đẹp còn có anh phương lưu báo là sáng trả 52 chiều trả 54 thì như vậy chúng ta thấy cái giá heo nó tăng một cách đột biến như vậy và cái tâm lý của chúng ta là thấy giá cánh miền bắc lên nhanh quá thì liệu có bền vững hay không như Bận Chiến cũng có nói là giá bắt đầu trưởng lại. Hoặc là chị Bích Ngô cũng báo là xe đóng ra bắt hơn nhiều. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cũng như có trên nhóm báo giá. Cũng có một số anh em nói là giá ở chợ đang đứng. Bởi vì heo xuất ra quá nhiều. Cho nên là chúng ta phải canh ngày bán ra. Nhưng mà buổi chiều tối muộn thì em lại nhận cái thông tin. Thì có khả năng là ngày mai. Thì các công ty lớn họ sẽ nhích thêm một giá nữa mọi người. Thì trước khi người ta đến cái cuối tháng người ta sẽ đổ heo lại thì có khả năng giá sẽ chững lại. Đến với thị trường heo hơi từ khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì ngày hôm nay cũng được ghi nhận là tăng từ 1 đến 3 000 đồng. Thì cụ thể như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cùng tăng 3 000 đồng mọi người, lên mức giá là 53 000 đồng một ký. Các tỉnh thành khác gồm như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận đang giao dịch ở khoảng là 49 đến 52 000 đồng một ký, tăng thêm 1 000 đồng. Ngoại trừ tỉnh Lâm Đồng, các địa phương còn lại là tăng thêm 2 000 đồng và đang giao dịch trong khoảng là 50 đến 52 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì ở cái khu vực uh, của Ngãi của chúng ta thì ngày hôm nay em có đứa em đang xúc heo uh, giống CB, tuy nhiên miểu nhỏ. Nhưng mà giá cũng tương đối là không được cao là chỉ xúc được giá 51 thôi, biểu một tạ uh, đến một tạ lẻ dưới, tạ nhỏ thôi. Tuy nhiên thì uh, em cũng nói là sao lại xúc sớm để uh, không, không đợi giá thêm khi biểu heo của chúng ta cũng còn tương đối là đợi được thì ở đây anh em mới cho thêm một ý kiến là nếu mà chúng ta đợi giá thì lại heo giống là sẽ lên cao mọi người cho nên là muốn nuôi uh, Xuất sớm thì lại nuôi sớm khi cái giá heo con nó còn rẻ tức là chúng ta để lại thì bù thêm uh, được một hai giá thì lại mắc đi lại cái giá đào heo con thì không biết là như anh chị bên ngoài chúng ta thấy cái ý kiến này nó có hợp lý hay không và ở khu vực miền Trung thì chúng ta có thông tin uh, từ anh uh, Hồng Phú, anh báo là Trung Nguyên hôm qua trả là 52, không bán thì hôm nay thêm uh, 5k. Anh nói 500 tức là 5 uh, 5k. Thì đây là hiện tượng lái họ ép giá đó mọi người. Còn uh, chị Nguyễn Phạm báo Thanh Hóa là giá 52. À, Chú Đại ở Vĩnh Lộc Thanh Hóa báo là giá 54. Còn anh Sang nói Bình Định là chưa tăng, vẫn là có giá 50. Anh Khoa Vũ báo Đắk Lắc là phổ biến 48 đến 51. Chị Quyên Trần báo quế hôm qua trả 45 thì hôm nay là trả 47 đấu với heo 6. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Nam thì ngày hôm nay cũng được cải thiện tức là tăng thêm tại nhiều địa phương. Cụ thể là sau khi tăng 1.000 đồng các địa phương gồm như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bạc Liêu thu mua trong khoảng là 50-51.000 đến đồng một ký. Thương lái tại các địa phương bao gồm như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu cùng tăng thêm 2.000 đồng lên cái mức giá là 51 đến 52.000 đồng một ký. Giá heo hơi, hơi tại Bình Phước cũng được điều chỉnh tăng thêm đến 3.000 đồng lên cái mức giá là năm trong khoảng là 51 đến 52.000 đồng một ký. Nhìn chung là giá heo hơi, hơi khu vực miền Nam ngày hôm nay thì đang dao động trong khoảng là 50 đến 53.000 đồng. Thì một lần nữa cũng xin chúc mừng khu vực này, tất cả khu vực mà chúng ta thấy tương đối bất ổn trong cái thời gian vừa qua. Và ở khu vực này chúng ta có thông tin uh, từ anh uh, Hùng. Anh báo là Xuân Lộc Đồng Nai heo đẹp có giá là 52. Tuy nhiên là chị Ngọc thì lại báo là không có lái mua. Thì cái này chúng ta liên hệ xem. Chị Long Trần báo Vĩnh Long là 55. Và đây là chỉ tin nhắn là mới nhận được thôi mọi người. Và đặc biệt có anh uh, Bình, anh Trinh Bình. Anh báo giá là thanh quá 55. Và cái tin nhắn này cũng vừa tới trong vòng có mười mấy phút khi em đang làm video thôi thì đây một cái rất là vui khi anh chị đã ủng hộ chúng ta nắm được giá chúng ta đưa lên đây thì em cũng có trách nhiệm là thông báo cho mọi người để chúng ta nắm chúng ta rò soát bởi vì đôi lúc giá báo trên các cái thông tin thì người ta cũng tập hợp lại nó không rõ ràng không chính xác bằng mà chúng ta mỗi người ở mỗi địa phương chúng ta nắm giá được chúng ta chia sẻ lẫn nhau một cái em rất là trân trọng một lần nữa là em xin cảm ơn và nếu thiếu cái tin nhắn nào về giá cả thì mọi người cũng thông cảm Nhiều lúc có nhiều tin nhắn thì em cũng không có thời gian sắp xếp hết được Và đó cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi Trong thị trường tự do tức là thị trường heo dân Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thông tin thị trường heo công ty Của CP người ta hôm nay người ta sẽ báo như thế nào Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại thị trường heo công ty tại khu vực miền Bắc. Thì ngày hôm nay khu vực này được ghi nhận là đang giao dịch trong mức khoảng là 54 đến -56 56.000 đồng một ký. Tuy nhiên thì do heo hơi tăng quá nhanh, lượng heo biểu to cũng như là heo nhỏ bán chạy dịch vẫn còn. Cùng nguồn cung từ miền Trung và miền Nam đưa ra bắt tăng mạnh nên thị trường bắt đầu giao dịch chậm lại trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì thương nhân họ nhận định á, giá heo một số công ty lớn có thể điều chỉnh tăng thêm vào ngày mai thêm 1.000 đồng. Có đưa mặt bằng giá lanh quanh cái mốc là 55.000 đồng một ký sau đó sẽ trở lại để là heo dân bán ra như vậy thì chúng ta thấy theo cái nhận định này thì có khả năng là cái thị trường heo ở khu vực miền Bắc sẽ sâu động thêm khoảng vài ngày nữa rồi người ta sẽ chuẩn lại để người ta xúc heo trong cái đợt cuối tháng và kể cả là, là để cho dân họ bán ra bớt tất cả công ty họ sẽ đi theo cái hướng như vậy mọi người thì đầu tháng thì khang heo thì họ lại tiếp tục đẩy ra lên đây là cái, cái, cái nhận định theo cái ý kiến của của em và thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ cho biết thêm thì lượng heo về chợ ngày hôm nay tiếp tục tăng, đạt quanh cái mốc là 5.000 con. Trong đó là gần 20 xe từ miền Trung và miền Nam đưa ra. Mọi người lưu ý là thường là những ngày thường thì ở chợ Ngọc Lũ thì em thấy là khoảng từ 2 rưỡi con thôi mọi người. Hôm nay là 5.000 con là gọi là gấp đôi rồi. Đây là cái lực khúc của cái giá heo của khu vực miền Bắc. Và giao dịch tại chợ là heo về chợ nhiều trong khi là dân cũng bắt đầu Gọi bán ra nhiều cho nên là giá heo đầu khoảng là 58.000 đồng một ký với hàng xuống xe từ miền Trung và miền Nam và phổ biến là mức là 53 đến 54.000 đồng một ký và thông tin cũng cho biết thêm là hiện tại là chợ ngập lũ bị dự hàng mọi người tức là tàu hàng đến 2.000 con đây là một thông tin tương đối là cũng đang khiến chúng ta lo lắng là không biết giá heo nó sẽ như thế nào trong ngày mai thì hy vọng rằng thì giá heo ngày mai cũng sẽ tiếp tục như thương nhân họ nhận định là sẽ tăng thêm 1.000 đồng rồi sau đó mới trở lại. Cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Bắc đang bán ra trong ngày hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2013, ở cái mức là 54 đến 56 000 đồng một ký. Còn heo dân đang giao dịch tại Thái Bình với cái mức là 53 đến 55 000 đồng một ký. Còn tại Bắc Giang và Hà Nội thì cũng đồng giá là 53 đến 55 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Và mọi người lưu ý là hiện tại giá chính thức của công ty CP là 58.000 đồng một ký nha mọi người. Ở đây người ta có dứt khấu 2.000 đồng cho nên là người ta báo là giá 56.000 đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh thông với thông tin tại khu vực miền Trung. Thì dự kiến là heo từ miền Trung và cánh miền Nam sẽ tiếp tục đưa ra bắt đạt cao hơn vào những ngày cuối tuần này. Sau đó sẽ giảm lại từ đầu tuần tới. Do cái giá heo miền Trung và miền Nam cũng được đẩy tăng khá nhanh với giá lên xe quanh cái mốc là 50 đến 52 000 đồng một ký. Và cụ thể thì theo công ty tại Bắc Trung Bộ đang xuất ra là giá 54 đến 56 000 đồng một ký. Nam Trung Bộ đang xuất ra ở mức là 52 đến 54 000 đồng một ký. Còn heo dân tại Nghệ An đang giao dịch trong khoảng là 52 đến 54 000 đồng một ký. Bình Định đang giao dịch trong khoảng là 48 đến 51 000 đồng một ký. Còn Đắk Lắk đang giao dịch trong cái mức là 49 đến 51 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Còn đến với lại thông tin tại khu vực miền Nam thì chúng ta sẽ lấy thông tin từ chợ đầu mối Tân Sung. Thì rằng sáng nay lượng heo nhập lò là đạt khoảng là 5.500 con và nhập chợ là đạt hơn là 5.200 con. Trong đó là heo nhỏ chạy dịch khoảng 700 con. Một thông tin mà chúng ta thấy là những ngày hôm nay tiếp tục chúng ta vẫn ghi nhận là khu vực này vẫn còn dịch. Thì giao dịch tại chợ lượng heo về giảm hơn 200 con so với ngày hôm qua cho nên là chợ ngày hôm nay bán khá hơn giá heo đầu phiên là nhích nhẹ từ cái mốc là 53 đến 54.000 đồng một ký đối với heo mỡ và 56 đến 58.000 đồng một ký đối với heo khá cuối phiên này giá từ 58.000 đồng một ký trở lên giá bình quân toàn phiên đoạt đạt dưới cái mức là 61.000 đồng một ký với heo hai máu và dưới 63.000 đồng một ký đối với heo ba máu thường lái tiếp tục thua lỗ và cụ thể thì giá heo công ty CP đang xuất ra trong ngày hôm nay ở khu vực này như Đồng Nai là đang giao dịch ở mức là 53.000 đồng một ký. Ở miền Tây là giao dịch cũng tương tự là 53.000 đồng một ký. Còn heo dân tại Đồng Nai đang giao dịch trong có mức khoảng là 51 đến 52.000 đồng một ký. Ở Tiền Giang đang giao dịch trong khoảng 49 đến 52.000 đồng một ký. Bến Tre cũng tương tự là mất 49 đến 52.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Còn về tình hình mà heo nhập khẩu qua Việt Nam chúng ta, tức là heo cam và heo thái mọi người, hiện tại thì cũng đang chào bán ở cửa khẩu qua lư rất là nhiều. Tuy nhiên thì giá qua biên là mức ở 54 đến 54 500 đồng một ký. Mức giá này cũng tương đối còn khá cao so với heo Việt Nam chúng ta, cho nên là thương lái họ cũng chưa có nhập về nhiều. Và với tình hình hiện tại thì với cái diễn biến là dịch bệnh cả ba miền, thương nhân họ nhận định thì giá heo dịp cuối năm 2023 này và đầu năm 2024 có thể tăng vọt lên trên cái mốc là 60.000 đồng một ký Và dòng lưu chuyển heo cam heo thái về Việt Nam cũng sẽ tăng nhiều hơn Đây là những cái nhận định cuối cùng à, Khi cái thời gian chúng ta sắp hết năm của thương nhân họ cho biết thêm Và đây cũng là tất cả những cái thông tin mà em nhận được trong ngày hôm nay về thị trường heo hơi Em gồm một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả mọi người đang có còn heo để xuất ra trong thời điểm này và cũng hy vọng rằng giá cả dù tăng nhanh nhưng cũng sẽ ổn định tức là sẽ không giảm thêm và chúng ta có cái mốc tăng đạt mốc 60.000 đồng một ký trong những ngày đầu tháng 11 Còn bây giờ thì em xin dừng video tại đây một lần nữa thì chúc mọi người sức khỏe và chăn nuôi thành công Xin chào và hẹn gặp lại